Ừ nhờ, nóng vãi. Nhưng vừa ngoài về xin chào các bạn. Tôi vừa mới đi lấy hàng mới về. Và bật mí cho các bạn biết, đây này không phải là con bò sát nào cả. Đây là nó thuộc họ chim. Và cũng mở hộp nhá. Ôi, đóng hộp cái cửa kia cái. Cửa nó bay mẹ mất. Đóng hết rồi. Nghe người vận chuyển bảo là có mấy con là chưa buộc biết gì cả, cho nên là phải cẩn thận. Tít. Ui, bọn này đúng là cái bọn anh thích đây rồi. Tít. À. Nó bay khắp nhà rồi. Ngoan, không phải sợ. Đây chính là con cú mà tôi thích. À, đi à. Và đây còn một con nữa là con cú vọ trông như con giả hơi đây. Chứ rồi phải đi bắt con kia đã. Ơi, nó quay đầu 180 độ này. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Đây chính là một con cú mèo mini. Con này nó chỉ bé tí từng này thôi. Ê, thôi. Nó chỉ bé từng này thôi. Không lớn lên được nữa, và nó có tai ở trên đầu, cho nên nó gọi là cú mèo. Bọn cú ấy thì nó có nhiều họ là cú muỗi này, cú lợn này, cú mèo và cú vọ. Cú đại bàng nữa. Còn đây là con cú mèo, nó có tai. Đây là con cú vọ này, nó không có tai mà trông nó ngu đéo chịu được luôn. Đấy, xoay đầu xoay 180 độ luôn. Bọn cú này là gọi là người bạn thân thiết của nhà nông, bởi vì là bọn này cực kỳ thích ăn chuột. Nhưng mà mọi người thường hay hiểu lầm nó, bởi vì là các con cú lợn mọi người hay gặp ấy, nó hay đi săn mồi ở bãi Tha Mai. Mọi người cứ tưởng là ở đâu có chuyện người chết là có nó, nhưng mà không phải, mà là con đấy cực kỳ thích ăn chuột, nên là nó ra bãi Tha Mai để săn chuột thôi. Ok, đây là con cú bé tí của chúng ta đấy. À, bé thích đấy. Thôi, đừng bay. Gì bay, làm gì phải sợ. Anh gì mày đâu? Đấy, lại bay rồi. Ok. Nói chung là bọn cú thì rất là nhiều loại. Các bạn có thể lên tìm hiểu về cú mèo, cú vọ, cú lợn, cú muỗi và cú đại bàng. Đây chính là một con cú vọ đây. Nào nóng ánh nhá. Đây chính là con cú của chúng ta. Con này chính là cú mini và mắt vàng đấy các bạn. Bình thường con cú là mắt đen ấy, và soi đèn vào thì nó đỏ lên ấy, thì nó là cú đêm. Còn con này là cú ngày nhá. Mắt vàng rất là xinh. Nó có tai này, thấy chưa? Ở Việt Nam thì con niệm là cú bay vào nhà là xui, nhưng mà ở các nước phương Tây thì con niệm con cú bay vào nhà là điềm lành, và cú là biểu tượng của sự thông minh, và cũng là loài đưa thư ở trường pháp thuật Hollywood. Đấy, đây con nữa đây. Ui, mặt to tròn. Để khi nuôi cú thì các bạn có thể nuôi ở trong lồng, hoặc là các bạn có thể xích chân và để lên cầu đậu, hoặc là khúc lũa gì đấy chẳng hạn. Nhưng mà tôi khuyên các bạn là nên xích chân, bởi vì là như thế thì mình sẽ tương tác với con cú tốt hơn và đỡ gây hỏng lông, hỏng móng của con cú. Có nghĩa là con cú cũng chơi cũng giống như là bọn chim săn mồi thôi, bọn prey bird ấy, giống như là chữ ưng, đại bàng cái thứ thôi, cũng xích chân như thế. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn, đây là cái A ăn két này, và đây là cái Z này. Là cái này là để xích chân cho con cú. Chung là bọn cú này thì nên xích bằng da như này nhá. Không nên xích bằng dây xích của vẹt. Vì vẹt nó cũng gọi là thuần hơn và nó không giật mạnh nhiều như cú. Cho nên là khi các bạn xích bằng xích của vẹt thì con cú sẽ dễ bị chảy máu chân, dễ bị hỏng chân. Cho nên là để đảm bảo an toàn thì nên dùng da như này. Cắt cả chỗ này vào. Ừ. Thế cái chỗ này sẽ cắt này. Ừ, để lồng nó cho dễ chứ. Cái này. À. Yeah, bây giờ đây là chính là cái dây
dây xích của con cú và đây là cái để xích vào chân nó. Và bây giờ tôi sẽ thử xích cho nó cho các bạn xem nhé, như nào nhé. Rồi ở đây tôi có một con cú ở đây. Con cú mini bé tí, bé bằng cái bao thuốc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xích chân cho nó nhá. Ui, con này vừa ăn chuột xong, chỗ này đang hơi dữ. Ngoan. Nó đang cắn xé tay. Con điên này. À ngoan ngoan ngoan. Đây. Đây đeo vào chân này. Đây nha. Lông chân ở có là chân của con cú này rất là bé. Và lông ở đây nó rất dễ bị tổn thương ở đây. Cho nên là khi các bạn xích cho cú thì nên xích bằng dai như thế này thì nó đỡ bị tổn thương nhất. Còn nếu mà dùng xích sắt của bọn vẹt thì khi con cú giật phát là kiểu gì cũng bị chảy máu chân. Đó, đây là cái xích. Đây nha. Đây thiếu lỗ thì bấm không? Ơ chết rồi. Bấm lỗ. Mang lỗ ở đây đi. Sao lại thiếu lỗ rồi nhỉ? Ừ, cả mấy cái này là thiếu lỗ rồi. Cứ mang cái que bấm này cho anh. Anh xích con này vào được. Đó, chân này cũng thế, chân này cũng vậy. Bọn cú này thì có cái móng chân rất là sắc để nó có thể bắt chuột và kẹp phát là con chuột chết tươi mẹ luôn, để rồi nó sẽ rỉa thịt thôi. Cho nên là khi các bạn chơi mà muốn cầm cú lên ấy thì có hai cách. Cách một là các bạn có thể mài móng cho con cú cho nó bớt sắc đi. Hai là các bạn có thể khi mà cầm con cú đi chơi, các bạn có thể đeo găng tay vào. Đeo găng tay ra ấy thì là đỡ đau nhất. Đây, các bạn có thể nhìn thấy mồm nó vẫn đang dính máu vừa nãy của con chuột vừa nãy xong. Con cú này là con cú mèo bảo là bé mẹ nhất luôn. Cú mèo siêu mini. Nó chỉ bé từng này thôi. Và chúng ta cùng sâu cái này qua. Bên này sâu này qua này. Sâu từ đây qua. Con này nó vừa xé xác con chuột ra để nó ăn đầu con chuột. Chúng là khi nuôi cú thì các bạn không muốn nhìn cái cảnh đấy thì các bạn có thể cho nó con này ăn dế này, hoặc là nó ăn các bạn có thể ra chợ mua mấy cái con cút, chim cút mà người ta làm thịt rồi ấy, về cắt nhỏ con chim cút đấy ra để cho nó ăn là được. Anh cái này đi. Biết làm không? Đấy, cái đầu bên này thì nó sẽ có cái lỗ để có thể sâu vào cái móc khóa như này. Này à, đau, xin lỗi. Nó sướng này. Xoa đầu sướng mà, con này hồi trước anh nuôi cú thì xoa đầu sướng, nó nằm im luôn. Đó, đây chúng ta, tôi đã xong. Vừa mới bị xích xong thì nó rất sẽ hơi khó chịu ở chân, nên nó sẽ cắn dây xích như thế này. Nhưng mà khoảng tầm một vài ngày sau nó sẽ quen rồi. Và đây, sau khi các bạn đeo xích cho nó xong thì các bạn có thể cầm nó đi chơi như thế này. Có thể ra ngoài đường rồi khoe các bạn các thứ thoải mái luôn. Nó kêu mèo kêu ấy. Con này kêu như mèo luôn. Đấy. Các bạn nhìn thấy rồi thích không? Thích vãi là con này con cú mini. Nó không quay đâu vào cường gọi nó đi. Đấy. Đấy, thế là nói chung là về vấn đề thức ăn như thế nhá. Và bọn này nếu mà cần thì các bạn có thể cho nó một cái chậu nước to ở trước mặt, nó sẽ tự động nhảy vào để nó tắm trong đấy. Và nếu mà các bạn thỉnh thoảng mà không cho nó tắm thì cho nó nước thì có thể xịt nước thẳng vào mồm nó hoặc là nhỏ nước vào mồm nó sẽ uống thôi. Đấy, các bạn. Thế là quá đủ khi nuôi cú mèo rồi, chỉ một cái dây như này. Và các bạn có thể cho nó lên cái cầu đậu hoặc là cái cành cây nhỏ để nó bám lên đấy.
Chỉ bằng xích này thôi, không cần phải cho vào lồng. À, quán cà phê nào hay là còn nhà hàng nào để này trước cửa thì ngầu, bao ngầu luôn. Hoặc là mang mang con này lên phố đi bộ đi chơi thì mẹ vãi đái luôn. Các bạn bạn nam nào mà chưa có người yêu hoặc là ế vợ các thứ thì có thể mẹ mua con cú này rồi mang lên phố đi bộ chơi, kiểu gì cũng câu được bạn gái chắc chắn luôn. Thế cho một điều như vậy nhá. Rồi vừa xong tôi đã giới thiệu cho các bạn con cú gọi là siêu mini rồi. Đây cũng là một con cú gọi là mini khác, nhưng mà con này nó sẽ to hơn con siêu mini kia. Con này là con cú vọ. Các bạn nhìn thấy đầu nó rất là ngu. Quay bên kia, quay sang bên kia. Con này bị ngu ấy. Đây, cái nhìn mặt nó đần thối lại luôn. Tao nhìn tao làm gì? Đây đây đây. Con này nó nhìn đầu lúc nào nó lắc lư như này này. Đi. Con này trông kiểu nó đây gọi có thể gọi là con cú ngáo ngơ được. Các bạn có thể nhìn thấy. Con này trông rất là ngáo. Đấy các bạn có thể nhìn đây là con cú vọ của chúng ta. Con này thức ăn chủ yếu thì cũng là chim với cả chuột, chim nhỏ thôi. Mắt vàng, trong mắt tròn xoe. Con này trông rất hay á, bởi vì mắt của nó cái con ngươi màu đen này có thể gọi là co giãn được. Đây, có thể phóng to ra và nhỏ lại, nhìn rất là ngu. Đây một nó hơi lệch lệch này, một bên to bên bé này, trông như cả con ngáo ngơ ấy. Tôi nhận con này về nên là cũng không chuẩn bị sẵn găng tay đây. Đáng nghĩa là nơi muộn này thì nên chuẩn bị cái găng tay da bò ấy mà rất là dày ấy. À không phải rất là dày mà là nó mỏng, nhưng mà con này thét đắt là xuyên thủng được. Găng tay này thì mẹ vừa nóng vừa lỗ chỗ nó chọc phát là mẹ thủng tay luôn. Con này thì nó khỏe hơn con kia cho nên là nên dùng găng tay để khi cầm nó đi chơi như thế này. Các bạn có thể mua cái găng tay da về bé mà, hoặc là mua găng tay mà ba ngón ấy, người ta hay bán ấy, có loại ba ngón này. Cắt không có hai ngón này không có găng tay để chống là thời trang luôn, có thể mang đi hồ chơi tí tán gái được. Ngày xưa lúc tôi nuôi con cú này thì tôi không tán gái, tôi tán gái mua con khác. Nhưng mà vẫn là dùng con vật để tán gái, ok kìa. Các bạn có thể cứ mua cú này kiểu gì có bạn gái. Hãy liên hệ với tôi nha. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Tạm biệt.